Chào quý vị, hôm nay Kaden Channel trở lại để chia sẻ với quý vị những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay là ngày 5 tháng 11 năm 2021. Sau đây xin mời quý vị cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. Anh em chủ tiệm nail Su Đẹp đã bị bắt vì cáo buộc tấn công tình dục. Tin từ Ohio, một chủ tiệm nail ở Hartville trong vùng ngoại ô đông nam thành phố Akron, tiểu bang Ohio, cùng người anh trai đã bị bắt liên quan đến việc một thiếu nữ từng bị tấn công tình dục hồi đầu năm nay. Theo tin của nhật báo The Repository, ông Công Trí Lê, 33 tuổi, và người anh trai là Thanh Lê, 34 tuổi, đã bị bắt vào lúc 10 giờ 45 phút sáng thứ Tư ngày 3 tháng 11. Cảnh sát Hartville và cảnh sát liên bang thuộc lực lượng lùng bắt người bị truy nã tội bạo động đã hợp tác để bắt hai anh em họ Lê này. Công là chủ nhân của tiệm nail Su Đẹp, Nail Su Đẹp by Carter & Co. nằm ở địa chỉ số 863 West Maple Street. Anh ta bị bắt trong lúc đang ở trong một ngân hàng gần tiệm. Còn Thanh là thợ nail và bị bắt ngay tại tiệm nail Su Đẹp của người em. Hồ sơ nhà tù Hart Stark County cho biết ông Công bị bắt với một cáo buộc tấn công tình dục và hai cáo buộc hãm hiếp. Ông Thanh bị bắt vì cáo buộc giao cấu với trẻ vị thành niên. Cảnh sát viên Nathan Weinman của Union Town nói rằng ông Công bị tố cáo tấn công tình dục một thiếu nữ sống trong cộng đồng xảy ra hồi tháng Giêng năm nay. Chi tiết về cáo buộc đối với ông Thanh chưa được cảnh sát cung cấp. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì hệ thống truyền hình ABC News đã tuyển mộ nữ phóng viên gốc Việt. Theo như trang TrueRap.com cho hay, hệ thống truyền hình ABC News đã tuyển mộ nữ phóng viên gốc Việt có tên là cô Em Nguyễn về làm việc cho hệ thống truyền hình ABC News tuần này trong vai trò là phóng viên. Sau khi vào hôm thứ Ba, mùng 2 tháng 10 vừa qua, gửi một thông báo chào mừng cô em gia nhập hệ thống truyền hình này. Cô em sẽ làm việc tại khu vực Washington DC, nơi cô giữ vai trò phó chủ tịch phụ trách truyền thông của Hiệp hội Nhà báo Người Mỹ gốc Á tại địa phương. Trước khi được ABC News tuyển mộ, thì cô em làm việc cho Spectrum News, chuyên trách mảng thời sự chính trị toàn quốc, đưa tin về cuộc bầu cử năm 2020 và đặc biệt là theo dõi cuộc tranh cử tổng thống của bà Kamala Harris cho đến chiến thắng cuối cùng trở thành phó tổng thống. Ông Jonathan Greenberg, Phó Chủ tịch ABC News và Giám đốc Trung tâm tại Washington, hôm thứ Ba 2 tháng 10 đã gửi một thông báo chào mừng cô em gia nhập hệ thống truyền hình này. Trong thông báo, thì ông Greenberg nêu bật các chương trình mà cô em thực hiện về đệ nhị quý, ông Douglas Emhoff, sự tác động của COVID-19 đối với thủ đô nước Mỹ, cũng như phóng sự mà cô thực hiện về vấn đề nhập cư ở El Salvador trong chính phủ thời cựu Tổng thống Donald Trump. Cô em là một phóng viên và là người kể chuyện đầy năng khiếu. Cô sẽ là người bổ túc tuyệt vời cho đội ngũ ABC News tại Washington, anh nói. Cô em Nguyễn nghỉ việc ở Spectrum News vào đầu tháng 10. Vào thời điểm đó, cô không cho biết sẽ đầu quân cho cơ quan truyền thông nào. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì băng đảng ma túy đã đấu súng, thanh toán nhau ở khu nghỉ dưỡng Cancun, Mexico khiến cho du khách hoảng loạn. Chiều ngày 4 tháng 11, một vụ đấu súng giữa các băng đảng đã xảy ra tại khu nghỉ dưỡng 2S Riva Riviera Cancun, nổi tiếng ở thành phố Cancun, Mexico, khiến du khách và nhân viên vô cùng hoảng loạn. Theo Russia Today, các nhân chứng tại hiện trường cho biết một hoặc nhiều tay súng đã chạm trán tại một bãi biển cạnh khu nghỉ dưỡng và bắt đầu nổ súng vào nhau. Cơ quan an ninh công cộng tiểu bang Quintana Roo của Mexico cho hay hai đối tượng bị tình nghi buôn ma túy đã thiệt mạng. Một du khách bị thương tích nhẹ khi vụ nổ súng vừa xảy ra và đã được điều trị y tế. Ngoài ra không có du khách nào bị thương nặng hoặc bị bắt cóc sau vụ đấu súng. Tổng trưởng lý tiểu bang Quintana Roo xác nhận đây là một vụ thanh toán giữa các băng đảng. Một người phát ngôn viên của khu nghỉ dưỡng cho biết các nhân viên đã lập tức liên hệ với chính quyền địa phương và những người có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra. Đại sứ quán Mỹ tại Mexico thông báo họ đang xem xét những chi tiết ghi nhận về vụ việc. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay, thì cơ quan CDC của Mỹ báo động bình xịt dầu thơm chứa Jimstone gây nhiều trường hợp chết người tại nhiều tiểu bang ở Mỹ.
các cơ quan liên bang Hoa Kỳ đã mở rộng kêu gọi thu hồi và cảnh báo các bác sĩ hôm thứ Tư, mùng 3 tháng 11 năm 2021 về bình xịt dầu thơm có liên hệ tới nhiều trường hợp chết người của một chứng bệnh nhiệt đới hiếm gặp, theo CNN tường thuật vào hôm thứ Tư. Cơ quan CDC của Mỹ nói rằng các bác sĩ nên cảnh giác các triệu chứng của melioidosis là một bệnh truyền nhiễm khó chẩn đoán được gây ra bởi vi khuẩn Burkholderia pseudomallei và nên hỏi các bệnh nhân xem có phải là họ đã dùng một số dầu thơm xịt hay không. Và những người nào đã mua các bình xịt dầu thơm chứa gemstone thì không nên quăng bỏ chúng mà nên gói chúng lại kỹ lưỡng và gửi chúng trở lại để lấy tiền hoàn trả, theo CDC và Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu thụ cho biết. Tháng trước thì CDC đã nói rằng họ đã theo dõi trường hợp một vụ nhiễm trùng B. Sidomali chết người tại Georgia với một bình xịt dầu thơm được bán bởi tiệm Walmart. Ba trường hợp khác tại Kansas, Minnesota và Texas đã được liên kết với trường hợp tại Georgia và bệnh nhân tại Kansas cũng đã qua đời. Sự nhiễm trùng đã khiến cho các bác sĩ hoang mang bởi vì chứng bệnh nhiệt đới melioidosis thường được liên kết với việc đi lại và nhưng ngược lại, bệnh lạ này không có người nào bị truyền nhiễm đã đi lại. Cuộc điều tra cẩn thận liên đới Better Home and Garden Lavender and Chamomile Essential Oil Infused Aromatherapy Room Spray với gemstone mà đã được sản xuất tại Ấn Độ. Việc thử nghiệm đối với sự hiện diện của B. pseudomallei đang được thực hiện với 5 mùi khác dưới cùng nhãn hiệu với gemstone gồm chanh và quýt, oải hương, bạc hà, chanh và khuynh diệp và gỗ, đàn hương và cây vani, theo CDC cho biết. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì DNA trên lon bia đã dẫn đến một vụ bắt giữ nghi can giết người sau 25 năm. Các viên chức Florida vào hôm thứ Năm đã công bố một vụ bắt giữ trong vụ án năm 1996 khi nghi can sát hại một người đàn ông với 73 nhát dao đâm nhờ DNA được tìm thấy trên một số lon bia. Terence Paquita, 31 tuổi, đã được tìm thấy bị sát hại vào ngày 3 tháng 2 năm 1996 trong phòng vệ sinh của cửa hàng Lew Champ trên đường Clacona, Okokie ở Orlando, nơi anh ta làm việc. Văn phòng cảnh sát trưởng quận Cam cho biết cổ họng của anh ta đã bị cắt. Cảnh sát trưởng John Mina mô tả hiện trường vụ giết người là khủng khiếp. Trong cuộc họp báo, ông cho biết máu của một người không phải là Paquita được tìm thấy khắp cửa hàng, nhưng các viên chức không thể tìm thấy mẫu ADN trùng hợp. Vụ án vẫn chưa được giải quyết trong 25 năm, cho đến khi những tiến bộ trong phả hệ di truyền giúp các nhà điều tra tìm hiểu về nghi can Kenneth Robert Stott, 54 tuổi. Vụ án của Paquita được mở lại vào năm 2003 và DNA từ hiện trường vụ án đã được đưa vào hệ thống chỉ số DNA kết hợp của FBI, còn được gọi là CODIS, nhưng không có bất kỳ kết quả trùng khớp nào, Mina nói. Năm 2019, một đơn vị chuyên án tại văn phòng cảnh sát trưởng được thành lập và các nhà điều tra bắt đầu điều tra lại cái chết của Paquita. Vào năm 2021, các viên chức đã nhờ sự giúp đỡ của một chuyên gia phả hệ di truyền của Cục Thực thi Pháp luật Florida, viết tắt là FDLE, và sử dụng mẫu DNA từ vết máu trên tay cầm tủ đông trong cửa hàng. Sau đó xác định dòng máu đến từ một trong ba anh em. Chúng tôi lấy mẫu từ phòng thí nghiệm. Chúng tôi có một nhà cung cấp biến nó thành một tép dữ liệu có thể được tải lên hai trang web phả hệ di truyền công khai. Family Tree và GEDmat.com, Debbie Abney với FDLE cho biết tại cuộc họp báo. Từ đó thì các viên chức đã xây dựng một gia phả từ mẫu. Điều này thu hẹp việc tìm kiếm nghi can xuống còn anh em ruột thịt. Các nhà điều tra sau đó đã xem xét những người anh em đó và theo dõi Candy Stoff, người trước đây làm việc tại cửa hàng và sống đối diện với cửa hàng vào năm 1996. Để lấy mẫu DNA của Stoff nhằm xác định ông là nghi can trong vụ án, các nhà điều tra đã theo dõi ông đến một trạm xăng ở quận Lake, nơi Stop được nhìn thấy đã vứt bỏ vài lon bia. Các viên chức cho biết những chiếc lon đó sau đó đã được lấy mẫu xét nghiệm để lấy ADN và khớp với ADN từ hiện trường của vụ án. Stop đã bị bắt vào hôm thứ Ba và bị buộc tội giết người cấp độ 1 bằng súng và cướp bằng vũ khí chết người, theo bản khai bị bắt.
Văn phòng bảo vệ công cộng đại diện cho Stokes từ chối bình luận về vụ bắt giữ. Dad Brian Savelli, người làm việc trong vụ án, cho biết Stokes có một hồ sơ về các vụ bắt giữ, nhưng chỉ vì những sự việc nhỏ. Savelli cho biết Stokes thừa nhận đã làm việc tại cửa hàng, nhưng không thú nhận hành vi phạm tội. Tất cả gia đình của Parkit đều đã qua đời, nhưng bạn bè của nạn nhân được thông báo rằng một vụ bắt giữ đã được thực hiện, Savelli nói. Chúng tôi không bao giờ quên những trường hợp này, cảnh sát trưởng Mina nói, chỉ vì chúng tôi không bắt giữ một vụ án trong một ngày hoặc trong vài tuần hoặc thậm chí vài tháng, không có nghĩa là chúng tôi từ bỏ nạn nhân hoặc gia đình của họ. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì Mỹ đã trao thưởng là 15 triệu đô la để truy bắt tin tặc DarkSide. Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ thưởng 10 triệu đô la cho nguồn tin giúp bắt được những đối tượng cầm đầu nhóm tin tặc DarkSide, Black Matter, và 5 triệu đô la cho nguồn tin giúp bắt những kẻ cấu kết với chúng. Theo trang tin Gnet, đây là một động thái quyết liệt hơn nữa của Bộ Ngoại giao Mỹ trong chiến dịch truy quét các băng nhóm tội phạm mạng, cụ thể là săn lùng những cá nhân nắm vai trò chủ chốt trong tổ chức tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia DarkSide, chuyên tấn công bằng mã độc tống tiền. Chính quyền Mỹ khẳng định nhóm tin tặc DarkSide tấn công bằng mã độc tống tiền nhằm vào công ty Colonial Pipeline của Mỹ trong tháng 5 2021. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ là ông Ned Price cho biết phần thưởng lên tới 10 triệu đô la dành cho thông tin giúp xác minh và định vị được các cá nhân giữ những vị trí lãnh đạo chủ chốt của nhóm tin tặc, và thêm 5 triệu đô la cho thông tin giúp bắt giữ những đối tượng cấu kết với nhóm tin tặc đang bị truy nã. Colonial Pipeline là công ty chuyên vận chuyển xăng, dầu diesel, nhiên liệu máy bay và các sản phẩm tinh chế khác từ vịnh Mexico tới bờ đông nước Mỹ qua hệ thống đường ống dài 8.850 km, phục vụ khoảng 50 triệu khách hàng. Vụ tấn công đó buộc công ty Colonial Pipeline tạm dừng hoạt động hệ thống dẫn nhiên liệu vốn phục vụ khoảng 45% nhu cầu nhiên liệu ở bờ đông, theo ông Price. Với việc treo thưởng này thì nước Mỹ thể hiện quyết tâm bảo vệ các nạn nhân của tội phạm tấn công bằng mã độc tống tiền trên toàn thế giới trước các nhóm tội phạm mạng. Nước Mỹ kỳ vọng các quốc gia đang dung túng cho những kẻ tội phạm tấn công mã độc có sẵn sàng mang lại công lý cho những doanh nghiệp, tổ chức là nạn nhân bị ảnh hưởng vì chúng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì Hạ viện Dân Chủ đã đưa trở lại kế hoạch nghỉ phép gia đình có lương vào dự luật hạ tầng nhân sinh 1.75 ngàn tỷ Mỹ Kim. Chủ tịch Hạ viện là Nancy Pelosi đã thông báo vào hôm thứ Tư rằng việc nghỉ phép vì gia đình và y tế được trả lương đã được trở lại trong gói chi tiêu an toàn xã hội trị giá 1.75 ngàn tỷ Mỹ Kim. Nhưng việc đưa kế hoạch vào bản dự thảo cuối cùng phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ Thượng nghị sĩ Joe Manchin. Kế hoạch sẽ bao gồm 4 tuần nghỉ phép có lương. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Manchin đã lên tiếng phản đối sau khi nghe thấy đề nghị này từ Hạ viện. Quốc hội đang tìm cách để cố gắng hoàn tất việc đưa ra một thỏa thuận về dự luật trọng tâm trong chương trình lập pháp của ông Joe Biden. Kế hoạch nghỉ phép gia đình có lương đã bị loại bỏ khỏi gói vào tuần trước khi Thượng nghị sĩ Manchin phản đối. Ông nói với các phóng viên vào thời điểm đó rằng ông không nghĩ rằng biện pháp chi tiêu được gọi là dự luật hòa giải nên được sử dụng để thông qua một chính sách quan trọng như nghỉ phép có lương. Ông kêu gọi Hạ viện bỏ phiếu trước dự luật cơ sở hạ tầng đã được lưỡng đảng tại Thượng viện thông qua. Dự luật sẽ phân bổ 555 tỷ Mỹ Kim cho các dự án như cầu đường và trì hoãn việc bỏ phiếu cho dự luật trị giá 1.75 ngàn tỷ. Được gọi là gói Build Back Better. Nhưng hôm thứ Ba thì ông đã công nhận điều đó không có khả năng xảy ra. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì hóa ra là chó có thể nhớ ai đó cả một đời. Mất bao lâu để chó có thể quên người? Dựa trên các bằng chứng khoa học thì các nhà nghiên cứu đã phát hiện não của chó có khả năng lưu trữ vô hạn các trải nghiệm thị giác, khứu giác và thính giác. Hóa ra chúng có thể nhớ ai đó cả đời. Chúng ta rất có thể đã từng xem một đoạn video giật gân về cảnh một người nào đó được đoàn tụ với con chó của họ. Dường như đã 7 tháng hay 7 năm không quan trọng, chú chó không thể kìm nén được niềm hạnh phúc và rõ ràng chúng biết chính xác đó là ai. Và sau đó là vô số con chó đã được nhận nuôi hoặc giải cứu sau nhiều năm bị ngược đãi. Vậy khoảng bao lâu thì chó sẽ quên người
Hóa ra chó có thể nhớ ai đó cả đời. Dựa trên các bằng chứng khoa học, các nhà khoa học đã phát hiện não chó có khả năng lưu trữ vô hạn các trải nghiệm thị giác, khứu giác và thính giác. Con người có trí nhớ theo từng giai đoạn, nhờ đó chúng ta có thể nhớ lại thời gian và địa điểm cụ thể trong cuộc sống của chúng ta. Và chó thì ghi nhớ mọi thứ bằng cách liên tưởng. Vì vậy, mặc dù chúng có thể không thể nhớ một sự kiện cụ thể, nhưng chó sẽ liên kết bất kỳ cử chỉ, giọng nói và mùi nào đó với ai đó. Vì vậy, khi một con chó nhớ người, địa điểm và trải nghiệm, phản ứng của chúng cũng sẽ dựa trên mối liên hệ mà chúng có với người đó. Nếu một con chó nhìn thấy chủ cũ, thì ngôn ngữ cơ thể của chúng sẽ cho bạn biết rõ về cách đối xử mà con chó nhận được liên quan đến mùi hương của người đó. Một ví dụ khác là nếu họ có trải nghiệm tiêu cực với bác sĩ thú y, nó có thể không bao giờ muốn quay lại. Chó cũng ghi nhớ mọi người hoặc tình huống một cách trực quan và chúng có khả năng nhận dạng khuôn mặt một cách đáng kinh ngạc. Điều này giải thích tại sao chó có thể phản ứng theo cách tương tự với các đặc điểm thể chất cụ thể, chẳng hạn như giới tính, hình dạng cơ thể và thậm chí là cả lông mặt. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những con chó có thể nhận ra giọng nói của từng cá nhân và phản ứng với âm sắc của giọng nói. Vì vậy, miễn là một con chó có thể ngửi, có đôi mắt khỏe mạnh và có thể nghe được, thì chúng rất có thể sẽ nhớ đến ai đó, cho dù người đó đã rời khỏi cuộc sống của chúng bao lâu. Nếu chúng ta đang tự hỏi liệu con chó của chúng ta có nhớ khi chúng ta đi xa hay không, thì chúng không biết gì về thời gian, nhưng chúng có thể cảm thấy lo lắng khi chia tay. Chúng ta có thể để một món quà, quần áo gần giường của chúng khi đi vắng để giúp xoa dịu chúng. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì NASA sắp đâm tàu vũ trụ 330 triệu đô la vào tiểu hành tinh. Lần đầu tiên NASA sẽ phóng tàu vũ trụ đâm vào một tiểu hành tinh nhỏ và thay đổi quỹ đạo của nó để thử nghiệm chiến thuật bảo vệ hành tinh. Nhiệm vụ mang tên thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh kép, viết tắt là DART, đánh dấu lần thử đầu tiên của NASA đối với chiến thuật phòng thủ chủ động. Chiến thuật này tập trung vào các bước tìm kiếm tiểu hành tinh lớn có khả năng va chạm với trái đất, đánh giá nguy cơ và ngăn chặn thảm họa nếu cần. DART sẽ thử nghiệm một kỹ thuật ở bước cuối cùng thông qua đâm vào mặt trăng nhỏ hơn của tiểu hành tinh. Các nhà nghiên cứu sẽ theo dõi chặt chẽ để xem xét thời gian quay quanh quỹ đạo của mặt trăng này rút ngắn là bao nhiêu. Một cú đâm nhẹ vào tiểu hành tinh sẽ góp phần tạo ra một thay đổi lớn ở vị trí của nó trong tương lai. Khi đó, tiểu hành tinh và trái đất sẽ không còn nguy cơ va chạm nữa. Nancy Chabot là nhà khoa học hành tinh kiêm trưởng nhóm điều phối nhiệm vụ DART ở phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng John Hopkins tại Maryland cho biết, phòng thủ hành tinh bao gồm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là tìm kiếm tiểu hành tinh, theo dõi chặt chẽ để lập mô hình đường bay và so sánh với quỹ đạo của trái đất trong tương lai. Tính đến nay, thì giới nghiên cứu đã nhận dạng hơn 27.000 tiểu hành tinh gần trái đất. Gần 10.000 tiểu hành tinh trong số đó có đường kính lớn hơn 140 mét, kích thước có thể gây thiệt hại nghiêm trọng ở quy mô lớn. Các chuyên gia về phòng thủ hành tinh chưa tìm ra tiểu hành tinh cỡ lớn nào trên đà đâm vào trái đất. Nếu có, thì giai đoạn 2 của phòng thủ hành tinh sẽ được kích hoạt nhiệm vụ DART được thiết kế để thử nghiệm kỹ thuật mang tên Kinetic Impactor. Để vật thể có khối lượng đủ lớn đâm vào một tiểu hành tinh ở tốc độ đủ nhanh để khiến nó chệch khỏi đường bay nguy hiểm. Nhiệm vụ DART trị giá là 330 triệu đô la sẽ phóng trên tên lửa Falcon 9 của SpaceX từ căn cứ Vandenberg ở California vào 12 giờ 20 phút ngày 23 tháng 11. Vào mùa thu năm sau thì DART sẽ bay đến hệ tiểu hành tinh gần trái đất gồm tiểu hành tinh Didymos đường kính 780 m và mặt trăng nhỏ hơn. Mặt trăng có tên gọi là Dimorphos, chỉ rộng 160 mét. Đây là mục tiêu của tàu vũ trụ DART, con tàu sẽ đâm trực diện vào Dimorphos. Theo tính toán của các nhà khoa học, thì cú đâm sẽ khiến thời gian quay quanh quỹ đạo của mặt trăng là 12 giờ, giảm ít nhất 73 giây và nhiều nhất là hơn 10 phút. Một vệ tinh CubeSat bay cùng với DART sẽ theo dõi vụ va chạm. Những kính viễn vọng trên mặt đất cũng tham gia quan sát sự kiện và tác động của nó tới quỹ đạo quanh Didymos. Vài năm sau thì cơ quan vũ trụ châu Âu sẽ phóng tàu thăm dò để đánh giá kết quả va chạm từ khoảng cách gần. NASA hy vọng DART sẽ cung cấp cho các nhà khoa học dữ liệu đầu tiên về hiệu quả của kỹ thuật Kinetic Impactor.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe Cadence Channel từ đầu cho đến cuối. Mọi ý kiến và đóng góp mong quý vị comment ở bên dưới. Và đừng quên nhấn nút like và nhấn nút subscribe nếu quý vị đến đây lần đầu tiên. Xin chào và hẹn gặp lại.